cột xa là Nhật, cột gần là Nhân, trước mặt là Lâm Trường. Cú dứt điểm của Lâm Trường. Tốt chim. Và dẫn bóng rất tốc độ của Hải Phương. Wow, cú chích mũi. Hello anh em, hôm nay mình lại có mặt ở sân nhà thi đấu trường trung học phổ thông Tân Bình ở quận Tân Phú. Và ok, mình có cái một món quà cho Kim Messi ha, nhân dịp sinh nhật của Kim Messi ha. Rồi, tặng quà sinh nhật cho Kim Messi hai cái áo của UK. Cảm ơn Nhân nha. Vẫn là mấy bạn trẻ của Lê Minh FC hôm nay sẽ đá giao hữu với lại Khánh Thạnh FC. Thấy áo Khánh Thạnh thôi, không biết phải đội gì không. Anh sẽ ghép thêm một bạn ở tô 1 xuống đá sau dòng. Tùng, Tuệ, Đạt, Giang, Bảo, Thảo. Đây. Vô hồ cái đây. Chân phải Bibo, bữa nay Bibo mình chọn chân Bibo chân phải không mà. Giữa với phải, nhớ hai chỗ này Bibo nhớ. Hai la cứ rộng biên, giữ có banh, đầu tiên làm gì? Thì lên, quay lên, coi khoảng trống ở đây có nhiều không? Đi được qua người không? Tại sao rất là ngắn qua người là suốt được ha. Nhìn trước, ví dụ Bibo, nhìn cái phương che giữa không qua người được. Thì nhìn kiếm có Bibo giữa không? Vô được, phối hợp, đá Bibo trước, phối hợp lên. Còn không được nữa, ta khép tối phải làm gì? Chuyển, di chuyển, xoay. Nha, hai la nhớ cái đó. À, hay là chỉ cần nhớ cái đó trước thì các bạn sẽ có cái lối chơi. Rồi cuối cùng phi show cuối ở dưới chắc chắn tập tành không gì. Wow, pha mất bóng rất nguy hiểm của Lê Khoa. Cầu thủ áo đỏ đang chủ động phòng ngự tích cực. Pha mất bóng của Di Quân. Chạy đường chuyền. Tốt Quân ơi. À, và đã có bàn thắng cho cầu thủ Khánh Hạnh. Lỗi đầu tiên trong bàn thua này xuất phát từ pha mất bóng ở tuyến trên của Di Quân. Trong tình huống 2-1 sau đó thì anh Thảo cũng phòng ngự không thực sự tốt. Rất may là đã không nhận bàn thua trong tình huống đầu tiên đó nha. Nhưng đến cú dứt điểm thứ 3 thì cũng đành vào lưới nhặt bóng thôi. Bây giờ mình đánh giá lại pha phòng ngự 1-2 của anh Thảo. Số 5 nhận bóng lên. 2-1 thì anh Thảo phải che đường chuyền và áp sát cầu thủ đẩy ra biên. Di Quân lui về, có thể cắt chéo về đây để theo số 3, không theo số 5 nữa. Còn trường hợp đây mình thấy thì có vẻ là cầu số 2 đã cố gắng về bọc lót cho chỗ phía bên hành lang cánh trái này, thì Di Quân có thể ở lại để bám người thứ hai, đổi người. Anh Thảo cố gắng ép ra biên, che đường chuyền. Nếu chuyền qua được, chụp số 5 lại luôn. Ha. Đây đối diện gôn, rồi bước ra xử. Thì tình huống này là Di Quân lo theo bên này. Dứt điểm dội cột, dội ra. Thì trên đây quá trống trải để tiếp tục có một pha xử lý dứt điểm ghi bàn. Tiếp tục pha mất bóng nữa nhưng mà vẫn còn cú dứt điểm của Minh Tuệ, sút rất mạnh. Cao lên. Đưa sớm Tùng ơi, đưa Bibo, đưa Giang nè. Ok, cột hai. Yeah, bàn thắng của Bá Tùng. Đây có thể nói là một pha xử lý khá tốt của Nhật Linh, lui về hỗ trợ đồng đội và quan sát được số 24 đội bạn đã có ý bắt bài đường chuyền ra biên cho Giang Đen. Và Nhật Linh đã tung ra một đường chọt khe sắc như dao cạo giúp cho hai cầu thủ áo xanh đối diện một mình thủ môn đội bạn. Phần còn lại thì quá dễ dàng cho Bá Tùng rồi. Đây, ban đầu thì
Giang Đen đứng ngoài biên. Cầu thủ số 4 là số 5 ở đây có xu hướng là cắt đường chuyền của Nhật Linh cho Giang Đen. Thì lẽ ra Giang Đen phải cắt đây sớm để nhận đường chụp khe, mà có vẻ là cắt hơi trễ nên Nhật Linh vẫn quyết định đưa cái đường này. Giang Đen bước lên trong tình trạng là hơi chết ra biên một tí xíu, nên cái đường chuyền ngang vào của Giang Đen đó, thủ môn vẫn còn ở bên đây. Thì cái đường chuyền vào qua đây thì gôn vẫn có thời gian sàng qua được, nhưng cú dứt điểm của Bá Tùng thì khá hiểm nên không cho thủ môn cơ hội nào. Rồi chiều chân phải đứng sau lưng, nhập đứng dưới đây được chưa? Rồi chiều đứng sau, tao đứng đây, đào đàn người ta sẽ đứng hai người hai đào nè đó, đứng hai đào về bắt về, bắt về ha, đứng về rồi đó, người trên người dưới đó, người chuyền nè đó là ông cái lóc này ha. Một nếu nó đứng về nó sẽ đứng về nè, là ông cái lóc này chuẩn chạy tới thả trường trường không được trường, thấy mình nghe đây mình không xuống được, đẩy gầm tới một cái, đẩy gầm tới một cái ha, ngay đây nè cái lóc nè, ngay đây tèo tèo cái lên lóc cứng luôn không à, cái lóc cứng rồi còn dù nó lóc lên lọc lên đạn đó. Ờ, đánh như đánh đây rồi, đánh đây rồi, đánh này là chim thả đây, trong chim có hai đường chuyền ha. Cái chuyền chuyền tốt thì mới thực hiện được, còn ngay đây nếu trường thấy chuyền tốt là trường vòng này liền nha, trường vòng liền. Đứng trước bóng bây giờ là Hải Phương, cột xa là Nhật, cột gần là Nhân, trước mặt là Lâm Trường. Cú dứt điểm của Lâm Trường, pha nhận bóng lách qua hậu vệ và dứt điểm rất tốt của Lâm Trường. Bài đá phạt góc này như sau: Hoàng Nhân ở đây nhiệm vụ là lóc cầu thủ hậu vệ đội bạn số 2 lại, Lâm Trường bước ra ngoài nhận đường chuyền về của Hải Phương, dứt điểm họ cũng thành. Có một số tình huống cần lưu ý, ví dụ Hoàng Nhân lóc được chuyền đưa dứt điểm ghi bàn, và nếu như Hoàng Nhân lóc không được, ông này cắt ngược lên đây, Hải Phương có thể đưa ngang cho Hoàng Nhân đệm thuận thành. Tình huống này Hải Phương trả về nhưng mà Hoàng Nhân không lóc được cầu thủ đội bạn, họ đã bước lên đây để tiến sát áp sát Lâm Trường. Lúc này Lâm Trường đạp gầm lên vượt qua và dứt điểm như vậy. Về lại Nhân, tốt Nhật, thành lũi vô đồng đất dội người ta vậy. Bước qua Trường ơi, wow, pha mất bóng của Nhật ở tuyến trên và pha phản công. Coi pha bóng này thì mình thấy cách phòng ngự của mấy ông trẻ Lê Minh thật sự có vấn đề. Một ông mất banh, thế là ba ông còn lại bu hết vào một người, dẫn đến bỏ người và nhận bàn thua. Tình huống ở đây ha, Lâm Trường phí xô bước ra một lót cho ở trên, Hải Phương về lót phụ, ông Hoàng Nhân người bên đây tự nhiên không theo cầu thủ đội bạn bên này, chạy ra đây làm gì không biết, để bị chuyền qua đó, để ra lúc này theo bên này thì bên đây chuyền qua Nhân giữ người này lại, 2-2 về tiền, có Hải Phương về phụ nữa, quá khỏe không, bước ra đây để bị chuyền qua như thế này, chuyền qua xong Lâm Trường làm gì? Lâm Trường lại bước qua đây. Ok, Lâm Trường bước qua đây thì vẫn được. Chứ đúng là lẽ ra ở đây giữ số 2, keeper bước ra. Được không? Ok, hoặc nếu mà Lâm Trường bước qua đây cũng được, thủ keeper vẫn ở trong đây, thì ông này cắt xuống đây, Hải Phương phải cố gắng theo và giữ ông này lại. Chứ Lâm Trường bước qua đá gây cái gãy hết, dẫn đến bàn thua. Ha, lỗi mấy ông, cả ba ông đều có lỗi cả. Tốt chim, tốt chim. Và dẫn bóng rất tốc độ của Hải Phương. Wow, cú chích mũi 3-2. Bí quyết dành cho anh em không muốn sử dụng chân nghịch để sút bóng thì có thể sử dụng chích mũi của chân thuận. Như Hải Phương ở đây, đây là một kiểu xử lý sở trường của em ấy, dốc bóng tốc độ và chích mũi bằng chân trái cực mạnh vào góc xa khung thành.
rất nguy hiểm ở phần sân nhà của thủ trẻ Lê Minh. Và City đã nhận chết cột dọc. Sau đó là vô khung thành là khỏi cản. Tiếp tục. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 3-2 nghiêng về thủ trẻ Lê Minh FC. Có vẻ các cầu thủ trẻ Lê Minh có một cái thế trận đầu phủ đầu hết sinh từ rất là sớm. Nhưng mà một số pha bóng đã mất lỗi, mất bóng từ tuyến trên và tuyến dưới không kịp phòng ngự đã nhận một số bàn thua. Có bao nhiêu các bạn xanh? 3 bàn. Đó, ta bước cao. Ông này giữ bàn làm gì? Hả? Cắt đi. Quay lại. Mọi. Hả? Diễn. Rồi qua đây. Lên ra chồng qua đây. Làm chuyện đánh đi đây được không? Đi bô. Hai đi bô nữa. Chân phải. Ông nhập. Tập. Anh kêu ở giữa chân phải. Chạy qua đây làm gì? Và bây giờ là hiệp 2. Chào cháu trẻ Lê Minh FC và đội một số bạn với đánh vui trong trường lên và thành nhân được Hải Phương. Wow, đối diện thủ môn của Hải Phương, đường truyền rất tốt của Lâm Trường, cú dứt điểm lại đúng vị trí của thủ môn. Bản theo lên ơi, che đường truyền. Và phản xạ rất tốt của anh Khoa. Đây, ngay đây, chỉ dọc này thôi. Rồi, tại chỗ này tới Trường Chiền. Rồi, ngay đây, chỗ cũng tèo luôn, tèo cũng lóc. Rồi, chiếm đây. Ha, Trường khác chỗ là Trường thả cho Chim. Trường dọc tới, Trường xuống. Nha, Chim nhả cho Trường ngay thôi. Nha. Linh và Nhật đang ở phía trong. Dứt điểm. Và phối hợp rất tốt của Hải Phương. Đặt giữa. Cú dứt điểm của Hải Phương. Bóng lại trên cột dọc nữa rồi. À, đi bóng. Vẫn còn. Và cắt bóng rất tốt của Quốc Bảo. 3-2. Chích mũi. Cú dứt điểm của Lê Khoa. Vẫn còn. Rồi Quốc Bảo thêm cú dứt điểm nữa lại trúng ngay xà ngang. Rất tiếc, rất tiếc. Đấy. Wow. Ăn. Trời. Cú dứt điểm mạnh nhưng không đủ hiểm, đã đúng vị trí của thủ môn. Hoàng Nhật đưa bảo. Ôi, cộng hai. Wow, pha đệm cục hai của Chu Minh Hoàng rất tiếc, bóng lại ra ngoài. Bảo bọc lót vẫn còn. 3-2. Chu Minh Hoàng dứt bánh qua đâu, lại trúng ngay cột dọc rồi. Phải xin tầm cao, Văn Hiền. 4-2. Bàn thắng của Giang Đen. Đây là một pha tổ chức áp sát ở bên phần sân đối phương rất tốt của các bạn trẻ Lê Hồ Minh. Mình thấy Giang Đen kỹ thuật cá nhân không tốt cho lắm, nhưng được cái là rất khỏe và chịu đeo bám. Đôi khi cũng rất son nữa. Một đội bóng kiểu gì cũng có một ông như thế này. Chu Minh Hoàng nhét bóng lên rất tốt của Chu Minh Hoàng. Mất bóng rồi, 3-1. Chạy đường chuyền. Tốt công. Tốt gì? Bóng đã thuộc về cầu thủ áo xanh. Đi vô đâu? Quyết định qua người, rất tốt. Vào đường chuyền cục 2 của Bá Tùng. Rất tiếc Hoàng Giang lại không đệm được bóng trong tình huống vừa rồi. Và góc cho cầu thủ trẻ Lê Hữu Minh. Quân tập trung đá. Cắt bóng
phòng tốt của Bá Tùng, quyết định đột phá. À, cú dứt điểm ở ngoài của Bá Tùng đưa bóng đi qua hãng thủ môn nhưng lại đi ra ngoài. Dở tệ. Ok, bước ra, bước lên. Wow, cú vô lề rất tốt. Đứng trước bóng bây giờ Tấn Đạt, Quân Di và anh Thảo đang ở biên mình. Dứt điểm. Để lại clip này cho mấy anh coi lại luôn. Ông Thành Đạt và ông Quân Di, một bài phối hợp đá phạt quá tệ luôn. Nếu đặt trái banh ở đây và ông Quân Di chấm lên trái banh cái ông Thành Đạt lao lên sút, thì khác gì ông Thành Đạt bước tới sút không? Vậy là đây là một bài đá phạt đá thẳng hả? Vậy thì chỗ Quân Di đứng đây thì có giá trị gì? Nếu đúng nha, Thành Đạt đây, Quân Di có thể đứng đây cũng được. Thành Đạt bước lên, giật gót về sau, bước lên dứt điểm. Nếu như thủ môn bước cao đây và cố tình che chắn, có thể đá thẳng cho Minh Tuệ, đá thành thành trống. Cát Bình, Hải Nhân, Hải Phương. 5-2. Pha racing tầm cao và cướp banh với bàn. Cũng tương tự như pha ăn bàn của Giang Đen, vì tổ chức áp sát 1/2 sân đối phương một cách đồng bộ giúp trẻ Lê Minh có thêm một bàn thắng nữa. Rồi Di bước lên, đứng sát rào. Cú dứt điểm thẳng ngay thủ môn anh Di. Anh em là thủ môn, nhìn thấy cách làm hàng rào của thủ môn anh Di có hợp lý không? Theo mình là quá ổ mát luôn. Anh Di đã quan sát được hậu vệ bên trái không ai theo kèm nên đã kéo Hải Phương về làm hàng rào vừa theo người. Em bước lên. Theo, theo. Ok. Tổng pha. 3-1. Chích mũi. Có, ôi trời ơi. Cú dứt điểm của Quốc Bảo lại trúng ngay ông Nhật văng ra ngoài. Đá cao. Ok. Tốt. Tiếp tục. Đưa. Tổ Bảo. Cục 2. Trời ơi. Những bạn như trẻ Lê Minh. Trận đấu rất sôi nổi giữa hai đội. Đã gần hết giờ rồi. Hết giờ. Rồi, một trận theo tốt của cầu thủ trẻ Lê Minh FC. Tỷ số là 5-2 nghiêng về cầu thủ trẻ Lê Minh FC. Rồi, nhận xét trận đấu này F1 sao, F2 sao? Khá thất vọng. F1 khá thất vọng đúng không? Nhưng mà nhìn thấy được cái điểm sai mấy bạn. Vì cái điểm yếu, cái chỗ cần sửa. Thì xong F2, xong F1 thì bữa giờ nhắc các bạn thì F2 đó tốt hơn rồi. F2 là có thế trận hoàn toàn khác. Các cầu thủ trẻ Lê Minh FC đã thi đấu rất là tốt hơn rất là nhiều. Phát sinh tầm cao rất tốt và bình tĩnh hơn trong các pha xử lý. Sắp tới là có hai giải Asia 188 và U21 FI ha. Mọi người chờ xem trên kênh YouTube của Thi Đại Soccer. Chào các bạn, bye bye.